các bạn cùng căng lưới với mình. Nhanh lên, càng nhanh càng tốt, vượt qua cái chướng ngại vật. Lấy lên lên, vỗ tay lên nào. Hãy hòa hiệp với Lịch Trinh Trinh, vỗ tay lớn lên nào. Cố lên, cố lên. Ống nhựa Hoa Sen hân hạnh đồng hành cùng mái ấm gia đình Việt. Ngay bây giờ thì ba bạn nhỏ sẽ tham gia thử thách của chương trình. Công việc cũng đơn giản thôi, nhưng mà quan trọng là các bạn phải thật nhanh càng tốt. Thử thách này là các bạn sẽ bắt đầu từ vị trí ngay cái bàn, vượt qua các chướng ngại vật và vào trong kia. Đội nào đem về 20 cái bảng có hình bé sen là xong. Nha các con, chúng ta về vị trí cho các con. Bây giờ mời các con kiểm tra đồng hồ cho chú nè, số mấy? Số 0, tất cả đều số 0 đúng không? Rồi, chuẩn bị. Thời gian dành cho ba đội bắt đầu. Di chuyển nha lên. Ta chỉ có cơ hội đầu tiên thôi. Lựa đúng cái hình, có cái hình bé sen nha. Nhanh lên, càng nhanh càng tốt. Vượt qua nào, vượt qua các chướng ngại vật. Cố lên. Trời ơi, quý vị đang đến với thử thách dành cho ba em Kỳ, Nhi và Điện. Không biết rằng em nào sẽ có thời gian thấp nhất đây bằng sự nỗ lực của chính mình. Đây là một trải nghiệm để các bạn cảm nhận được sự nỗ lực bản thân của mình để chiến thắng chính bản thân của mình. Cố lên nào các bạn nhỏ ơi, vỗ tay lên nào. Đây là các bạn nhỏ đi theo ủng hộ, gọi là các bạn cùng căng lưới với mình. Nhanh lên, càng nhanh càng tốt, vượt qua cái chướng ngại vật. Lấy lên lên, vỗ tay lên nào. Hãy hòa hiệp với Lịch Trinh Trinh, vỗ tay lớn lên nào. Cố lên, cố lên. Quá xong rồi, xong rồi. Nhanh lên nữa lên. 2 phút rồi đó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Rồi, về đích, nhanh lên. Rút, chạy rút rút. Chạy rút rút mau lên. Chúng ta tiết kiệm từng giây nào. Đủ chưa? Rồi. Rồi, cái kỳ xong. Càng nhanh càng tốt. Rồi xong. Đội em Nhi và đội em Điện còn cái nữa hả? Đằng ơi, nhanh lên. Nhanh lên, nhanh. Đủ chưa? Rồi xong. Như vậy là ba đội đã xong. Chúng ta đã thấy được ba bạn nhỏ cùng với các tình nguyện viên đã cố gắng hết sức mình. Bây giờ Quỳ Linh sẽ công bố kết quả thôi. Số thời gian thấp nhất đang có là em Nhật Kỳ, 3 phút 07 giây. Đúng rồi. Đội kế tiếp Yến Nhi, 3 phút 40 giây. Đội tiếp Điện, 4 phút. Đó là kết quả tạm thời thôi quý vị. Chúng ta vẫn còn thử thách nữa. Ống nhựa Hoa Sen hân hạnh đồng hành cùng mấy ấm gia đình Việt. Đón xem Mấy ấm gia đình Việt phát sóng vào lúc 20h20 thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7 và 20h45 trên kênh YouTube Golden Moon Network.